Chị xin ghê chưa? Đi học về đi ăn mà vô quán ăn lấy bài ra viết luôn xin. Xin dễ sợ ta ơi. Cho hỏi cái này mình dí ở đầu tiên đúng không? Nào. Cái này Nào. nè. Đúng rồi. Cái này mình dí Nè. đầu tiên. Đây là chữ yếu này nè. Where? Con hiểu rồi. Cái câu hỏi là where? Con hiểu. Where's grandma là gì phải không? Ra bà ngoại đâu? Đúng rồi, bà ngoại đó rồi. Con hiểu rồi. Where's grandma? Cherry đang học tiếng Anh đúng không? Dạ đúng rồi. À, thì ra là vậy. Cái bóng đèn nè. Cái bóng đèn nè. Là coi như là nè nè coi nè, ở trong quán thì nó không có chớp nhưng mà khi mình quay lên máy là nó chớp nè, nè coi nè, cái bóng đèn nó chớp nè, trong 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 máy mình quay thì nó chớp mà ở ngoài đâu có chớp gì đâu, nó ngộ không, thì ra là vậy. Đâu cho con coi. Con qua đây con mới thấy được chứ. Dạ, À, mốt mà là một chút coi sao đi, mồ hôi quá hả, muốn lấy giấy chùi không? Chị đi học về xong chị đi ăn rồi chị đi ăn rồi chị đi ngồi làm bài luôn, thấy chị đi xiên ghê chưa? Xiên quá trời quá đất luôn hen. Chúc chị Cherry làm bài thành công tốt đẹp nha. Dạ, cảm ơn. Bún bò sườn và bún nem nướng, thịt nướng, nem nướng. Chúc cho đi ăn ngon miệng nhé. Chúc cho đi ăn ngon miệng nhé. Cảm ơn.